Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Một điều nhịn là chín điều nhục, nên hôm nay anh Bổn quyết định phải dạy cho lũ ong bắp cày láo lếu, lại dám làm ra một cái tổ to như khinh khí cầu thế kia một bài học. Hổ không gầm tụi bay tưởng là Hello Kitty hay gì, mà dám xây dựng trái phép một căn villa thế kia. Trông nó thật sự hầm hố và kích thích, với kích thước thế kia thì bên trong phải tiệt lắm đây nhỉ. Liệu anh Bổn có làm nên trò trống gì với tổ ong cỡ đại này hay không? Tuy đã cực kỳ tò mò, nhưng anh Bổn vẫn lo lắng, không biết có nhiều nhộng phía trong không nhỉ. Nước trong quá thì không có cá, mà nhộng nhiều quá thì không biết chia với ai. Ông anh này được cái lo xa, tổ ong đang treo trên mái nhà, mà bản thân đã tính đến việc làm gì cho ăn hết được thành quả đó rồi. Sau khi tính toán, anh mang ra một chiếc vợt lưới sọp pe, mới sắm nhưng chưa có dịp thể hiện sức mạnh. Có ai tin anh sẽ thành công không? Chứ bún thấy sai sai thế nhỉ? Quả vợt lưới vừa nhỏ vừa ngắn, cả ba chân của anh Bổn cũng không dài nên anh chẳng thể với được tới tổ ong. Anh di chuyển lại gần, càng nhìn càng thấy mờ lem quá thể, những con ong vẫn đang tất bật ra vào ở ngay cửa, trông kích thước khiến anh rén ngang. Nhưng nhìn những hoa văn tuyệt đẹp kia, anh lại hạ quyết tâm, không chiến được với lũ ong này, thì từ mai anh sẽ quay lại với người yêu cũ. Vì làm gì còn chuyện gì nhục hơn việc thua tổ ong này nữa. Anh tiến lại gần hơn, không ngừng suýt xoa độ siêu khủng của tổ ong này. Buổi ngày đàn ong sẽ liên tục ra vào để làm việc, vì thế, việc tấn công theo đó cũng khó khăn hơn nhiều. Do đó anh Bổn quyết định quay trở lại vào ban đêm với những người bạn báo thủ thích ăn nhộng ú ụ của mình. Trong đêm tối, nhìn tổ ong vừa to vừa tròn khiến Na Bổn thích thú vô cùng, anh lại gần, cực kỳ an tâm, vì đúng là tối đến, những con ong ít di chuyển hẳn. Họ đã chuẩn bị một cái thang để có thể trèo lên gần tổ ong, sau đó, dùng khăn giấy bịt chặt lối ra vào, thật dễ dàng làm sao. Đàn ong lúc này chắc đang say giấc nồng, không còn đối thủ tấn công, anh Bổn mặc theo đồ bảo hộ, rồi thoải mái dùng túi ni lông, định sẽ cho cả tổ vào đó trong một nốt nhạc. Hú hồn, xém tí nữa thì quả ong to tổ chẳng này đã hôn anh bằng mông rồi, cũng may trời tối lờ mờ khiến em nó chậm chạp hẳn. Anh cẩn thận đưa túi ni lông lên trên, tổ ong này to thật sự các bạn ạ, tìm một vị trí phù hợp để cho túi bao quanh hết cả tổ cũng đã là một vấn đề rồi. Chật vật mãi anh mới có thể bọc được túi xung quanh tổ, nó thật sự quá lớn, lớn nhất trong số những tổ ong mà anh từng có cơ hội được đụng chạm. Cũng vì căn nhà này ở núi cao, không có nhiều người qua lại, nên nó mới có cơ hội phát triển kinh khủng đến mức này. Ngay cả việc dùng dao để cắt được phần nối tổ ong với mái nhà cũng vô cùng khó khăn, để treo lơ lửng được một khối gỗ to đến như thế. Đương nhiên phần đế cũng phải siêu khủng rồi, anh Bổn quay tay kịch liệt, không quên than thở vì mất sức thật sự. Đã thế, một tay vẫn phải giữ chặt miệng túi, để nó không bị tuột ra, chứ chẳng may con ong nào sổng chuồng thì cái kết nó lại căng cực thì thốn lắm. Đang ra sức cột chặt miệng túi, thì bất thình lình cả tổ đồ ập xuống, một thành tích đáng nể, cả tổ ong vừa to vừa nặng, cuối cùng cũng được cho hết vào trong túi. Một vài con ong còn sót lại, chắc hẳn chúng đang hoang mang, không hiểu vì sao đang ngủ ngon lại bị bay mất cả căn nhà đấy nhỉ. Anh Bổn cẩn thận kiểm tra một chút, cả tổ này phải có đường kính lên tới 80cm, thật khủng khiếp, thu nhập lần này ổn áp quá rồi. Những con ong lúc này mới ùa ra khỏi tổ, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nghe tiếng chúng vo ve cực kỳ đáng sợ. Cũng may mọi việc đã ổn áp mà hội báo thủ không có bất kỳ thiệt hại nào về giao diện, bạn xem cả bọc to tướng này đi, vác được em nó về cũng là cả vấn đề đấy. Vì khá khó khăn trong việc di chuyển, họ quyết định giải quyết tại chỗ, trải một tấm áo mưa màu xanh xuống sàn. Họ hài lòng đặt cả tổ xuống đó, lũ bướm ngửi thấy mùi mật ong, vội vàng bu đến để tranh thủ ăn hôi một chút, nhưng anh Bổn nhất quyết từ chối. Có làm thì mới có ăn, nếu không thì chỉ có ăn đầu gối thôi em ạ, vì thế anh dọn dẹp hết tụi nó, rồi lôi ra một bình xịt. Với kích thước ngoại cỡ thế này, chẳng có tổ ong nào đủ sức chứa chấp tụi nó, vì thế hội báo thủ đã mua đặt một loại bình xịt, với độ lạnh cũng chiêu không kém. Ban đầu, họ chỉ hé mở thật nhỏ miệng túi rồi xịt vào trong, thế nhưng khi đàn ong đang bắt đầu ngấm độ lạnh mà mơ màng thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cả hai bắt đầu mở to miệng túi, xịt liên tục vào tận sâu phía trong tổ, đàn ong đúng là chẳng hề tấn công cả hai, bình xịt này lạnh đến độ tạo nên một lớp tiết trắng phủ phía ngoài tổ. Bây giờ đã được sờ tận tay, tha hồ chiêm ngưỡng tổ ong rồi, anh Bổn vẫn không thể tin nổi kích thước kinh khủng khiếp này. Và thời khắc của sự thật, liệu rằng phía trong của nó sẽ hoành tráng đến thế nào? Cùng chờ xem nhé! Anh Bổn dùng dao cắt đôi tổ ong, người bạn đứng lên cạnh liên tục xịt vào trong, vì một số con ong có thể vẫn còn tỉnh táo, không thể lơ là được. Ngay khi tổ ong được bổ ra, những con ong bay lên vù vù khiến họ la lên oai oái, người bạn luôn tay xịt mạnh vào trong. Nhiều ong thật đấy, chúng xếp kín trong các ngách nhỏ phía trong, quay tay mệt rã rời, cuối cùng họ cũng đã làm chủ tình hình, không cho lũ ong phát tiết ra nữa. Bạn có nhìn thấy số ong rụng dưới tấm thảm kia không? Con nào con nấy bựa tổ chẳng trông kinh thật sự. Lỡ chẳng may bị con nào trích yêu cho một phát thì thôi, toang chứ chẳng đùa. Phía trong tổ tuy rất nhiều ong, nhưng đúng như anh Bổn lo sợ, không có nhiều nhộng phía trong vào mùa đông lạnh giá này. Đáng tiếc thật đấy, những tưởng hôm nay sẽ lại là một ngày no căng bụng nữa chứ, nhưng không sao, dù gì họ cũng đã có một thành quả tuyệt vời trong chuyến đi lần này.
cùng khám phá tổ ong kỹ hơn phía trong nhé. U là trời, đúng là một công trình thiết kế hoàn hảo, họ đã tạo ra một lớp bảo vệ chắc chắn phía ngoài, bao quanh để bảo vệ cho từng tầng lớp phía trong. Siêu đỉnh, tổ ong đã bị cắt làm đôi mà còn lớn đến thế này, quả thật vô cùng ấn tượng. Bạn đã bao giờ được trông thấy tổ ong nào to lớn đến thế này chưa? Lại còn là tổ ong bắp cày nữa chứ, thật bất ngờ phải không? Nghèo cho sạch, rách cho sexy, mà vợ đuổi đi thì ra biển mở tiệc luôn cùng hội bạn. Đó chính là cuộc sống của anh Nhọ, người đàn ông lạc quan nhất thế giới, dù cho số phận su cà na không ai bằng. Hôm nay anh đang ra khơi cùng hội bạn không báo đời không nể của mình. Sóng đang rất lớn, nhưng đây chính là nơi mà anh Nhọ tự tin sẽ túm được những con cá siêu ngon. Bạn thấy không, chỉ một lúc sau họ đã có được một con cá ngừ đại dương cực kỳ mọng nước. Hồi hộp thu dây câu, họ mong chờ vào một con cá tươi xanh. Nó cực khỏe và cáu kỉnh, phải hai người đàn ông phối hợp điêu luyện mới có thể đưa được con cá lên thuyền. Ngay lập tức chuyển kiếp cho em nó, vì dù sao con cá cũng không nên phải chịu đau đớn quá lâu. Bạn xem kích thước của nó kìa. Thật sự đỉnh quá rồi hai ơi, đúng là đen tình đỏ bạc, chỉ mới rời khỏi nóc nhà thôi mà xương xương đã bế được bé cưng này rồi. Họ vui vẻ cập bến để ăn ngay cho tươi mới. Ông anh đầu hai thứ tóc này cực kỳ lành nghề trong việc xử lý cá, toàn những người đàn ông làm chủ căn bếp có khác. Bạn xem này, trong ruột nó toàn mực là mực, có vẻ em nó đã có được một bữa no say trước khi khép lại cuộc sống bôn ba nơi đại dương. Nhìn đã nhỉ, con cá to lớn, đang nằm ngay ngắn trên thớt như mời gọi, các anh nhanh chiếm lấy em đi. Đây là lần đầu tiên anh Nhọ được tận tay xử lý một con cá to lớn đến thế này, vì thế anh cực kỳ hưng phấn, nhìn lớp thịt dày cả gang tay kia. Đã quá đi mất, lớp vây vàng nổi bật, thế nhưng giờ đây nó chỉ như vật trang trí cho tảng thịt mọng nước của con cá mà thôi. Anh Bổn cực kỳ chăn chú, cúi gầm mặt để lọc xương, thế nhưng vốn lần đầu làm chuyện ấy nên không tránh khỏi đôi chút vụng về. Cuối cùng vẫn là anh bạn đi cùng phải ra tay ứng cứu, khi qua được phần khó khăn, cuối cùng anh Nhọ cùng hoàn thành. Bạn xem này, đây chính là thịt của cá ngừ vây vàng. Siêu tươi ngon, chắc thịt, nhìn tảng sashimi này xem, làm sao có thể chối từ cơ chứ. Những người bạn bắt đầu tụm lại gần nhau, ai cũng muốn được thử ngay một miếng cá siêu ngon này. Nhận ra đây là cơ hội làm lành với nóc nhà, anh gọi điện ngay. Với sự bon mồm của mình, anh giới thiệu tình yêu của anh với nóc nhà còn căng mọng hơn cả thịt con cá ngừ này. Vốn yêu bằng tay, lại được ăn ngon, cô vợ nhanh chóng lao đến để cùng nhau tận hưởng. Dỗ vợ kể ra cũng đơn giản nhỉ. Ở món tiếp theo, họ lấy hai quả dừa ra, nạo phần cơm dừa ra, rồi cho vào một chút nước để chắt lấy nước cốt, phần rau quả được cắt hạt lựu tuyệt đẹp. Cùng với cá ngừ tươi ngon và nước cốt dừa, họ có được một món salad không thể ngon hơn, và món cuối cùng không thể thiếu, sẽ là cá nướng thơm ngon, ăn một lần nhớ cả đời. Nhìn từng tảng cá trông như bít tết ngon thế nhỉ? Sau khi được nướng hoàn hảo, họ cùng nhau tận hưởng sự tuyệt vời này. Ai cũng chỉ cắn một lần đã không thể ngừng cảm thán, một con cá mà cả làng đều vui, đúng là quá xứng đáng mà. Bạn đã bao giờ được nếm thử món cá ngừ vây vàng dưới đủ mọi hình thức thế này chưa? Chia sẻ xuống dưới phần bình luận cho Bún biết với nhé! Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video, Bún Phở rất biết ơn về điều đó, và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha! Bún Phở xin chào và hẹn gặp lại!